Nghi hội bạn thân chia hai ngả sau ồn ào chị em. Quỳnh Anh Shyn gặp Hoàng Ku, Salim, Chi Pu tụ tập với nhóm bạn khác. Suốt những ngày qua, nghi vấn Chi Pu quen thiếu gia Hà Thành dẫn đến toang, mối tình chị em 10 năm với Quỳnh Anh Shyn đang trở thành tâm điểm thu hút đông đảo sự chú ý. Cách đây ít hôm, Quỳnh Anh Shyn còn mượn lời Gil Lê để ám chỉ đàn chị, hãy làm người tốt ngoài đời thật, đừng chỉ trên mạng xã hội. Sau đó cô còn đáp trả cực gắt khi có fan nghi ngờ đem chuyện với Chi Pu ra PR. Cụ thể, cô nhắn, không ai đem những chuyện như vậy ra để PR đâu nhé. Về phía Chi Pu, mới đây cô đã có động thái phản hồi bằng lời xin lỗi fan, khẳng định không làm điều gì hổ thẹn khiến mọi người phải thất vọng. Trong khi Quỳnh Anh Shyn phớt lời chia sẻ mới của Chi Pu, bằng việc đăng ảnh đi chơi vui vẻ cùng rất nhiều gương mặt quen thuộc trong nhóm bạn thân chung, như Salim, Sun HT, Hoàng Ku thì Chi Pu lại gây bất ngờ khi thoải mái tụ tập cùng hội bạn khác có cả nhà thiết kế Kenshi Phạm. Có thể thấy sau những ồn ào rạn nứt tình cảm, nhóm bạn thân đình đám vi xưa kia đã không còn xuất hiện đông đủ như trước nữa. Sau lời xin lỗi fan, khẳng định không làm điều gì hổ thẹn, Chi Pu thoải mái đăng ảnh đi chơi với nhóm bạn gồm nhà thiết kế Kenshi Phạm. Trong khi đó Quỳnh Anh Shyn lại tụ tập với hội bạn gồm những gương mặt quen thuộc gồm Salim, Sun HT và Hoàng Ku, không đả động gì sau chia sẻ mới nhất của Chi Pu. Cách đây không lâu, hội bạn thân đình đám vi này vẫn còn tụ họp đông đủ mừng sinh nhật Chi Pu. Vốn là bộ đối chị em thân thiết, nhưng thời gian qua Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn bất ngờ vướng nghi vấn toang tình bạn chỉ vì một người đàn ông. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.